Một chú đỗ con ngủ khi trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy, chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xốp xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài. Ai đó? Cô đây. Thì ra là cô mưa xuân đem nước đến cho đỗ con được tắm mát. Chú lại ngủ khi có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cựa mình hỏi, ai đó? Có tiếng thì thầm trả lời chú, chị đây mà, chị gió xuân đây, dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm. Đỗ con lại cựa mình, chú thấy mình lớn phồng lên, làm nứt cả chiếc áo ngoài. Chị gió xuân bay đi, có những tia nắng ấm áp, khẽ lay chú đỗ con. Đỗ con hỏi, ai đó? Một giọng ôm ôm, ấm ấm vang lên. Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách cả tới trường rồi đấy. Đỗ con rụt rè hỏi, nhưng mà trên đấy lạnh lắm. Bác mặt trời khuyên, cháu cứ vùng dậy đi nào, bác sẽ sưởi ấm cho cháu. Đấy, đấy, cứ thế, cựa mạnh vào. Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trôi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh nắng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.